đường sang ngã của cựu tiếp viên thích vén váy năm ngựa, điều hành đường dây đi khách nghìn đô. Quý vị và các bạn thân mến, đến thời điểm này, công an đã làm rõ nhiều tình tiết trong đường dây môi giới đi khách nghìn đô do võ thị mỹ hạnh cầm đầu. Sau một thời gian làm tiếp viên hàng không, hạnh có hàng chục đào và lượng khách là đại gia, doanh nhân nên nghỉ làm tiếp viên và chuyển sang làm tú bà. Qua điều tra, công an xác định hạnh bán vốn tự có và hoạt động phục vụ đại gia từ nhiều năm trước. Thời điểm làm tiếp viên hàng không, Hạnh quen biết với nhiều cô gái cùng nghề như mình, Hạnh còn quen với nhiều người mẫu ảnh nổi tiếng và hot girl. Thời điểm này, Hạnh xây dựng hình ảnh bản thân là cô gái trẻ đẹp ở những nơi sang chảnh, nổi tiếng và mua sắm đồ dùng hàng hiệu để đăng tải lên mạng xã hội. Nhờ thế mà trang cá nhân của Hạnh có lượng người theo dõi lên tới hàng trăm nghìn người. Mục đích của Hạnh nhằm tạo thương hiệu để lôi kéo các cô gái tham gia vào đường dây của mình. Một điều đáng lưu ý phòng PC02 cho biết các cô gái tham gia vào đường dây của Hạnh đều có ngoại hình cao, đẹp, dễ nhìn, nói chuyện khéo. Đặc biệt các cô gái này được người quen giới thiệu bảo lãnh thì Hạnh mới đồng ý cho tham gia. Khi được Hạnh đồng ý, các cô gái phải gửi hình ảnh mặc quần áo đồng phục tiếp viên của các hãng hàng không để gửi cho khách làng chơi. Việc này theo Hạnh khai là nhằm tăng sức hút và được giá cao. Hạnh có hơn 30 đảo có thể phục vụ chuyện giường chiếu cho khách tại thành phố Hồ Chí Minh khi có nhu cầu với khách quen có nhu cầu dường chiếu thì hạnh cũng trực tiếp vén váy nằm ngửa công an nhận định mỹ hạnh đã tổ chức đường dây đi khách kín kẽ tinh vi khi chọn các nền tảng mạng xã hội có tính bảo mật cao để trao đổi thông tin tú bà này còn thuê ô tô sang trọng để đưa đón chân dài đi khách chọn bãi đáp là các khách sạn resort sang trọng cho cuộc vui của chân dài và đại gia ngoài việc tổ chức chân dài đại gia đi khách tại thành phố hồ chí minh mỹ hạnh còn tổ chức các sex tour đi tình hay nước ngoài với giá cao tùy vào từng địa điểm cũng như nhan sắc độ hot của chân dài. Trong đường dây Tú Bà Hạnh chỉ đạo các gái bán hoa chỉ liên hệ trao đổi việc này qua các nền tảng mạng xã hội. Phần lớn các khách hàng trong đường dây của Hạnh là doanh nhân, đại gia ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác. Khi khách có nhu cầu thì Tú Bà sẽ gửi ảnh các đào của mình cho họ lựa chọn. Cụ thể quẹt ATM một lần 1.000 đô, quẹt tới sáng lên tới 3.000 đô. Mỗi lần môi giới thành công, Hạnh được hưởng 7 triệu đồng trên một lần. Trước đó, ngày 9 tháng 8, phòng PC02 phối hợp với công an quận 1 kiểm tra một khách sạn trên đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, phát hiện 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua hoa bán phấn. Trong 4 cô gái có 3 tiếp viên hàng không hãng B và một người mẫu ảnh. Tại công an, 4 cô gái khai nhận được Hạnh môi giới với giá 1.000 đến 3.000 đô la Mỹ trên một lượt một người. Quá trình làm việc, Hạnh thừa nhận hành vi phạm tội đến thời điểm này công an đã làm rõ nhiều tình tiết trong đường dây môi giới đi khách do võ thị mỹ hạnh cầm đầu sau một thời gian làm tiếp viên hàng không hạnh có hàng chục đào và lượng khách là đại gia doanh nhân nên nghỉ làm tiếp viên và chuyển sang làm tú bà dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng sớm xa vào con đường ăn chơi bán xác thân cho những người đàn ông lắm tiền nhiều của nên đối tượng hạnh rất tinh quái lôi kéo nhiều cô gái khác vốn xuất thân là sinh viên hoặc cao cấp hơn là tiếp viên hàng không người mẫu hot girl nổi tiếng vào con đường của mình để trục lợi sau khi công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đi khách nghìn đô của cựu tiếp viên sinh năm 1997, ngay lập tức, đời tư và cuộc sống của những hot girl trong đường dây này nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên những câu hỏi như khách làng chơi có bị xử lý không, hoặc có được công khai danh tính của những đại gia vừa bị bắt cũng khiến nhiều người tò mò. Đứng trước câu hỏi này, các luật sư đã đưa ra những vấn đề pháp lý liên quan. Luật sư Trần Xuân Tiền trưởng văn phòng luật sư đồng đội đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, việc những hoa hậu, người mẫu, tiktoker, thậm chí là những người có tiếng trong showbiz thực hiện hành vi buồn hòa bán phấn không phải là chuyện hiếm. Sau khi triệt phá các đường dây này thì cơ quan công an sẽ để tên viết tắt che mặt gái bán hoa và không công khai danh tính khách làng chơi. Việc này nhằm bảo vệ danh dự nhân phẩm uy tín của công dân. Điều này phù hợp với quy định tại Điều 21 của Hiến pháp năm 2013 mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình. Có quyền bảo vệ danh dự uy tín của mình. Và tại Điều 34 Bộ Luật Dân sự năm 2015, danh dự nhân phẩm uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Trên thực tế, hành vi mua bán để thỏa mãn nhu cầu chăn gối này chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 24, Điều 25, Nghị định 144-2021-NDCP, trường hợp gái làng chơi dưới 18 tuổi sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 329 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Và trường hợp này, kể cả khách làng chơi và gái bán hoa, không thuộc trường hợp cơ quan công an được phép công khai danh tính của những người thực hiện hành vi này. Vì thế nên cho dù các bạn muốn chia sẻ hình ảnh cá nhân, hãy che mặt các nữ tiếp viên này lại nha. Bạn có bình luận gì về đường xa ngã của cựu tiếp viên thích vén váy nằm ngửa? điều hành đường dây đi khách nghìn đô hãy để lại comment bên dưới còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo